Rồi, chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây. Chúc cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe ha. Anh em mua bán đất kèo ha, mới nhập đội hai xe nè anh em. Đó. À, đồng giá 4 triệu đây em ơi. Elizabeth phun xăng điện tử nè, FI nè, 4 triệu Việt Nam đồng. À, Exciter 2010 nè. Đó, Exciter 2010 4 triệu Việt Nam đồng luôn ha. Bình đề với đầy đủ máy im ha, hai con này với đầy đủ ha. Đó, tay ga nè, Elizabeth nè, phun xăng điện tử ha. Áo cũ tới 5 tháng ha. Đó, cái xe này được cái nó có chùm keo nguyên con nha anh em. Anh em mà có máy sấy tóc anh em hơi nóng là chùm là mở ra ha. Đó. Exciter này 5 phuộc luôn em ơi, tại vì nó có một phuộc ở trong nha. Nhà một phuộc ở trong nè, chế thêm hai phuộc ngoài nè ha. Đó. Exciter. Con này Exciter Đài Loan nha anh em, không phải xe Nhật nha. Biển số 31V2 69663 ha. 6963. Đó. Bình đề đủ là để mở mở khóa cho anh em, đề cho anh em coi nè ha. Nổ máy ha, đề nhẹ nổ máy, máy ru luôn ha. Đó, xe đang nổ máy ha, máy ru, đèn sáng luôn ha. Đó, đèn sáng chân, đó, có đèn Gmi nè. Nhanh còi. Nhanh còi đầy đủ luôn em ơi. Đó. Nhanh còi đầy đủ luôn ha, 4 triệu Việt Nam đồng. Anh em chơi được thì alo em ha, 4 triệu Việt Nam đồng cho Exciter 2010 chung Đài Loan nè. Đó. 4 triệu Việt Nam đồng anh em ơi, bình đề với tờ đầy đủ máy im ha. Xe thì màu đen nha. Đó, như hình ha. Xe màu đen như hình, 4 triệu Việt Nam đồng, bình đề với tờ đầy đủ. Xe là của S của em nha. Anh em S của em, trong giấy còi quẹt cũng đéo đấy, S của em nha anh em. Đó. 71B2 69663. 96963. Đó. 4 triệu Việt Nam đồng, bình đề với tờ đầy đủ máy im. Rồi, con tay ga Elizabeth nè. Elizabeth phun xăng điện tử biển số 86B7 nè, 10622 nè, 4 triệu Việt Nam đồng ha. Đó. Có hai kiến nè, nè, có hai kiến hậu còn riêng theo xe luôn. Đó, phun xăng điện tử nè, bật lên là đề cho là nổ máy nè. Có thắng bên đây anh em. Đó. Nổ máy liền ha. 4 triệu Việt Nam đồng. Đó, được cái con này cốp bự nè, bấm nút nè, bấm nút là mở cốp ha, con này cốp bự ha. Đó, cốp chà bá rồi cho anh em ta hồ chở để đồ luôn ha, chở đồ luôn ha. Xe này là cái cũ là có dán keo anh em, keo trong anh em nhìn keo nè. Nó lọc ra là mới tinh luôn ha. Xe này áo sống còn liền lạc đẹp ha. Cái này dán keo trong á, đèn sáng trưng luôn ha. Dán keo trong ha, xe cũng liền lạc đẹp sạch sẽ ha. 4 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. Đó, cái pha đèn nè, đẹp trang sơn mới tinh luôn ha. 4 triệu Việt Nam đồng, anh em chơi được alo anh Tân ha. Ở đây cũng dán đề can, dán keo anh em, nó tóc ra nè. Đó, anh em mà có cái máy sấy tóc anh em đưa vô anh em lột ra hết trơn ha. Mới tinh luôn nha. Đó. 4 triệu Việt Nam đồng. Anh em xài alo Tân. 0346854213 ha. Đó, số này có xài Zalo luôn ha, em chỉ xài nhất một số rồi ha, có Zalo luôn ha. Xe thì bên em là rất nhiều ha. À, Smart này là 1 triệu 7 nè. À, Suzuki Smart 110 nè. 3 triệu nè, bình đề với đầy đủ nè. Đó, Attila 1 triệu 7 luôn em ơi. Anh em nào chơi xe cỏ thì alo em Tân ha. Đi cài, đi bừa, đi làm vườn, đi chở đồ, ha, đi nhậu rồi cũng mang bắt bỏ luôn em ơi. Xe giá rẻ đều luôn ha. Đó. Mô tô là 7 triệu Việt Nam đồng nè. Civic 50 hai con nè, quay A S 100 nè. Đó. Rồi, anh em mà chơi xe nào được alo em Tân ha. Đó, A Black này bán cho anh em mình 5 triệu 500 ngàn nè. Đó, bữa bán 6 triệu. Rồi xả cho anh em mình 5 triệu rưỡi luôn ha. Anh em mà chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn anh em mình rất là nhiều ha. Chúc cô chú anh chị em mình một buổi chiều thật vui vẻ ha. Cô chú bác gần xa thật nhiều sức khỏe anh em mua bán đất kèo. Rồi, kết thúc video ha.